Xin chào tất cả các chị. Hôm nay em sẽ dạy cho các chị cắt cái áo như cái hình này nhé. Đây, như cái hình này. Và các chị nhìn cho kỹ để các chị cắt nhé. Đầu tiên là các chị chừa cho em khoảng 8 phân. Các chị thấy không ạ? Chừa 8 phân, kẻ thẳng một đường. Chừa 8 phân, kẻ thẳng một đường xuống để làm gì ạ? Để tí nữa các chị chồm cái nẹp qua để cài nhé. Đó. Và các chị vào cho em 6 phân rưỡi, xuống 6 phân rưỡi. Sau đó là kẻ thành hình cái cổ để các chị biết. Và đây, 1 phần 2 vai, vai 36 này. Vai 36, 1 phần 2 vai, tức là 18. Và hạ xuôi vai xuống 3,7 phân. Sau đó là kẻ vai ra 18 phân này. Đó, và cái điểm 18 các chị nối lên nằm xuôi vai đây. Đấy, sau khi có xuôi vai rồi, các chị hạ cho em. Thay vì cái áo bình thường của các chị sơ mi thì các chị hạ khoảng 19-20 phân đúng không ạ? Thì cái áo sát nách này các chị phải hạ xuống cho em là 20 rưỡi. Có nghĩa là nếu các chị hạ 19 của áo sơ mi thì xuống đây các chị phải hạ cái này là 20 hoặc 20 rưỡi. Vì áo jean này nó rộng hơn, cái vòng nách nó rộng hơn để có cái áo sơ mi mặc ở trong. Và sau đó các chị hạ cho em cái phần hạ eo 36 phân. Rồi chiều dài áo, thay vì các chị không, các chị nhớ là cái áo này nó nơ nửng, nó không che mông. Vì thế cho nên là cái chiều dài áo của nó nơ nửng khoảng 53 phân, 53, 52, 53 phân. Đó, và các chị kẻ thẳng một đường mông. Và các chị không nó không tới mông. Nó không tới mông thì các chị không được đo nó sát mông, mà các chị phải đo cái vòng ở bên trên của cái áo nha các chị nhá. Các chị phải đo được cái vòng ở bên trên của cái áo. Bên trên mông khoảng 5 phân đấy, bởi vì cái áo của chị các chị thay vì dài 57 hoặc 60 phân thì cái này dài có 53, thì các chị phải đo đúng cái vòng mông ở trên phía trên. Còn nếu các chị không đo được vòng mông phía trên thì các chị phải đo được chiều dài của cái áo là 57 phân. Sau đó các chị nối cái vòng ngực này, ví dụ ngực của nó là 88 này đúng không, thì 1 phần tư ngực là 22, các chị cộng với 1 phân là 23 phân đấy. Sau đó là eo là 72 chẳng hạn, thì các chị chia 1 phần tư là 18, các chị cộng với 1 phân cử động, xong cộng với 2 phân rưỡi hoặc 3 phân ly, các chị nối xuống đó. Và các chị cộng với vòng mông này thì ví dụ mông của họ là 92 phân đúng không, thì các chị phải mông 92, các chị phải tính cái chiều dài nó dài xuống hẳn tới đây. Sau đó là các chị cắt ngắn lên 53 phân thì nó với chuẩn cái chỗ đường sườn này. Các chị tính là mông 93 nhân 92 tức là 23 cộng 1 là cộng với 1 rưỡi, cộng với 1 phân rưỡi là 24 rưỡi. Và các chị đánh cong cái vòng sườn này ra. Đấy. Và khi các chị đánh cong vòng sườn này ra, các chị thấy không? Chiều dài của cái áo nó ra tới 57 phân rồi xuống tới đây. Vậy thì 54 phân nó ở chỗ này. Và khi đánh vuông góc lên là các chị thấy không? Khi đánh vuông góc lên chỗ này nó còn hụt 1 phân. Và chỗ này là chuẩn so với cái vòng mông nùi bên trên mà các chị không đo đấy. Đó. Và nếu các chị không đo được cái vòng mông phía nối trên thì các chị phải làm như em đưa cái áo dài 27 đánh xuôi cái mông xuống và kẻ góc vuông lên và sẽ thấy nó bị hụt chỗ này. Và coi như chỗ này là chuẩn rồi nhá. Và các chị tính cái vòng nách này. Vòng nách các chị tính này, 18 phân, 1 phần 2 vòng nách, thấy không ạ? 1 phần 2 vòng nách là 18 phân, 1 phần 2 vai là 18 phân này. Thì các chị đánh xuống đây là 1 phần 2 vai 18. Sau đó các chị đánh vào cho em 1 phân này. Đó, và chia đôi nó ra. Sau đó các chị nối vòng nách. Đó, và khi các chị nối vòng nách như thế này thì các chị thấy rằng là đó, các chị nối vòng nách cho nó tròn cho nó đẹp nhá. Đó. Sau đó là khi cái áo của nó là sát nách, vì thế các chị đánh sâu vào đây cho em khoảng 1 phân rưỡi. Đánh sâu vào cho em khoảng 1 phân rưỡi. Đó, và đánh cái vòng nách này cong lên. Thấy không ạ? Và khi đánh thì các chị nhớ rằng là đánh cong cái phần này vuông góc vào. Đấy, đánh ở trên này này. Nuôi vuông góc vào 1 phân rưỡi. Và chỗ này phải vuông góc nhá. Sau đó là đánh cong cái đường nách vào một tí để cho nó đẹp cái vòng nách này. Đó. Và các chị hạ điểm
Ngực. Hạng ngực 23 phân hoặc 24 phân tùy theo chiều cao nhá. Nếu mà người ta cao thì phải hạ 24 phân. Và các chị tính vào vào ngực là 1 phần 10 ngực trừ đi 0,5. Này là 8 phân 8 nhưng mà em tính thành 8 phân rưỡi nhá. 8 phân rưỡi và em tính lên. Sau đó là cái chỗ này, thấy không ạ? À, cộng đi 3 phân thì cộng cộng với đi 2 hay phân rưỡi hay 3 phân thì các chị tính đi cho nó đủ. Đó, các chị khi các chị kéo dài này các chị thấy không? Cái áo của các chị đứng thì cái chỗ ni là xuống tít dưới này và chỗ này nó cũng hụt đi cho các chị một ít đây này. Và tí các chị cắt đi thì nó mới vừa nhá. Vậy xong là bây giờ các chị nhìn này. Cái áo này ấy là nó áo này là nó xẻ từ trên vai xuống đây khoảng khoảng 1/3. Đây, nó xuống từ trên vai xuống tới cái đường xẻ ngang dưới này ra là khoảng chỗ này khoảng 7 phân. Đấy, xuống ngang đây khoảng 7 phân thì nó kẻ vào cả với cái tim ngực này, thấy không ạ? Xuống ngang đây. Vậy nào. Bây giờ các chị đánh này, đúng không? Đánh cái đường này cho nó tròn tròn ra, cho nó khỏi đánh cho nó tròn tròn ra cho nó khỏi bị gãy, thấy không ạ? Đấy. Và bây giờ các chị phải làm cho em một cái ni, đó là cái ni sườn từ trên dưới này 7 phân. Lên đây 7 phân, kéo nó ra đây. Đấy, các chị kéo nó ra tim ngực này và giã cái ni sườn này ra khoảng 3 phân hoặc 2 phân rưỡi tùy các chị nhá. Nếu các chị thấy ngực người ta to thì các chị làm ngực ni ngực này 2-3 phân, còn nếu không thì làm 2 phân rưỡi chẳng hạn, 2 phân rưỡi, 2 phân 7. Và sau đó là các chị có một cái thành phẩm như thế này thì các chị tính cho em này, kẻ thẳng cái đường ngang eo này ra đó. Và các chị lấy cho em cái dây này khoảng 4 phân. Cái chỗ 8 phân đây này. Đấy, và các chị kẻ thẳng ra nhá. Và các chị lấy cho em khoảng 4 phân cái dây đai mà các chị đưa đang nhìn ở trong cái hình là nó có một cái dây đai ngang. Và các chị vào cổ trên này, này. Các chị nhìn thấy không ạ? Vào cái cổ trên này từ đây sang đến đây các chị vào cho em khoảng 9 phân. Sau đó lấy cái điểm 9 phân này. Nối cái điểm 9 phân này sang với cái điểm bên này, thấy không ạ? Với cái điểm eo này. Đây, sau đó là các chị đánh cong nó vào. Đấy, và các chị đánh cong vào đây. Đấy, các chị đánh cong vào cho nó ra thành hình cái cơ vòng cổ. Sau đó là đi đông vào nhà đi con. Đấy, đây nhá. Đấy, và khi các chị may dài có tới đây thôi thì các chị có cái điểm này này, từ đây ra đến đây là khoảng các chị xẻ ra khoảng 5 phân, các chị thấy không ạ? Các chị xẻ khoảng 5 phân và kẻ xéo sang đây. Đó, thì nó sẽ ra cái đường nẹp này. Còn nếu mà các chị muốn cái chỗ này là há nhiều ra, đúng không ạ? Các chị thấy cái chỗ này này, ở trong hình nó há nhiều hơn, đúng không? Thì các chị phải trong hình nó há nhiều hơn, là vì cái hình nó dài hơn. Đấy, ví dụ như thế nào? Ví dụ cái áo này này, thay vì nó dài khoảng lúc nãy em tính cho các chị là cái áo này dài khoảng 52 phân này, thấy không? Thì cái áo ở trong hình ấy chắc nó dài khoảng 54 phân, cho nên cái đoạn này nó dài hơn và các chị kẻ xuống cái đoạn 54 phân là các chị thấy cái đoạn này nó dài hơn là thấy không ạ? Đấy, muốn nó xẻ dài ra, đấy. Nó dài hơn cái áo dài hơn thì cái đoạn xẻ này này. Đấy. Nó sẽ được dài hơn nha các chị nhá. Đây này, ví dụ đoạn trên nó dài khoảng 5 phân, xuống dưới đoạn này nếu mà dài hơn khoảng 2 phân là cái áo dài 54 phân. Cái áo cô này dài 54 phân thì từ cái đoạn xẻ này, đấy nó được khoảng 6 phân các chị thấy không ạ? Hơn 6 phân. Đấy. Và khi các chị nhìn như thế này thì từ cái đường này, ví dụ mình lấy cái áo 54 phân cho nó dài nó giống trong hình đi, thì từ đây các chị lên đây khoảng 5 phân và các chị nối sang đây. Đó thì nó thành hình. Còn nếu mà các chị muốn cho nó vách hơn nữa, các chị có thể lên tới 6 hoặc 7 phân.
Đây, nếu mà muốn vách ngược lên nhiều thì nên 7 phân. Đấy, còn không thì các chị nên 5 phân thôi. Bình thường thì nên khoảng 5 phân và kẻ ngang sang như thế này. Đấy, vậy là nó sẽ xong nhá. Và em cắt cái đường này ra cho các chị nhìn. Đấy, và nhớ khi em cắt như này thì em không có cộng đường may đâu nhá. Các chị cắt thì các chị nhớ cộng đường may vào, còn em cắt thì các chị để im cái chỗ này. Các chị chỉ cắt cái phần này đi. Để im như thế này. Để im đi để em dạy cắt hơn sau đã. Đó. Đó. Các chị để như thế này. Các chị cắt cho em cái thân sau. Cắt cái thân sau xong rồi mới gã cái thân trước, nếu không gì nữa các chị không biết cắt thân sau nhé. Đây, cái thân trước này là cái phần này là chồm nẹp, còn cái thân này là chuẩn của nó đây. Các chị nhìn cho kỹ nhé. Cái đoạn này là đoạn chuẩn này. Đây, cái đoạn này là chuẩn của thân trước nhá. Thấy không ạ? Đoạn chuẩn của thân trước. Và các chị cắt cho em thì các chị đặt như thế này. Đấy. Và các chị cắt cái đường suy vai này đi. Đây. Vậy khi các chị đã có cái thân trước này rồi. Đây. Đặt nó vào đây. Đấy. Thân sau thì các chị dông vai ra cho em khoảng 3 phân rưỡi. Thấy không ạ? Dông vai lên 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi. Sau đó là các chị lấy nó ra. Đấy. Đây là cái đường sát nách mà các chị cắt cái đường sát nách này đi này. Cắt cái đường sát nách của thân trước đi để cho các chị nhìn cho nó dễ hơn, rồi tí nữa các em tính cho các chị dán sau nhá. Để cắt cho các chị dễ nhìn thì em phải cắt cái đường này đi cho các chị nhìn vào nó dễ hơn. Đấy, khi mà các chị dông vai lên 3 phân rưỡi. Và các chị đưa cái đường sát nách này. Đây. Đánh ra đây. Đó. Thì cái cổ này của các chị đánh vào 9 phân nó nằm ở đây này, thấy không ạ? Thì các chị đưa lên đây. Đánh đủ 9 phân. Sau đó là da này xuống khoảng 3 phân các chị đánh. Đấy, xuống dưới này 3 phân và các chị đánh vòng. Sau đó là cho các chị dễ nhìn em mở ra đây như thế này. Và các chị đánh cái đường sườn này cho em theo cái đường sườn của nó. Đấy, các chị thấy không ạ? Khi các chị cắt cái đường này này, các chị vách sườn lên 5 phân hay 6 phân hay 7 phân thì cái đường này nó thành phẩm cái cắt lên vát lên 7 phân cho nó đẹp nhé. Cắt vát lên 7 phân đi cho nó đẹp. Đấy. Và khi vát lên 7 phân thì các chị kéo nồi lên, các chị dễ dòm. Các chị lấy cái đường sườn của nó từ đây, thấy không ạ? Thành phẩm sườn của nó đúng bằng cái sườn của thân trước này. Bằng sườn của thân trước. Đây cái thân trước đây này. Đó. Đây nhá. Đấy, các chị nhìn này, em đánh ra để cho các chị nhìn thấy cái thân trước. Đó. Và thân trước nó đang chúi xuống đây thì thân sau mình không cần chúi, mình kẻ góc vuông ra. Thân sau ở cái đường này vuông ra và chúi xuống cho em một phân, thấy không ạ? Chúi xuống cho em một phân thì nhớ cộng cái đường nai này nhá các chị nhá. Em may đồ em cắt rập không mấy khi em cộng đường nai và em cộng rời. Vì thế các chị vẫn nhớ là cộng cái phần nai này ra cho em đấy. Và khi các chị may thì nhớ là cộng cái đường sườn này luôn này. Và cộng đường may nách này một phân để sườn phải cộng 2-3 phân vậy đấy. Đấy. Và khi các chị cắt nó đi. Các chị cắt nó đi này. Đúng không? Cắt nó đi. Cắt nó đi cho nó ra hình thân sau. Cái thân sau này thường thường em không có cộng cái nai đâu, em gấp cái nai nó vào để cho các chị dễ nhìn. Đấy, nó như thế này này. Và các chị cắt cho em dùm nhá. Từ cái đường trên cổ kia, các chị kẻ xuống đây. Một phân rưỡi này, đánh vào. Thấy không ạ?
và xuống dưới đây đánh ra 7 ly đó. Và đánh như thế này nhá. Sau khi đánh như thế này thì các chị bắt đầu tính cái đường sườn này này. Nãy em quên không dặn các chị. Khi các chị đánh cái đường này trước thì các chị nhớ là cộng nó ra, cái đường sườn này ra 1 phần tư ngực là 22 này, thấy không ạ? Cộng 1, tức là chỗ này đang hụt 1 phân này, phải đếm nó ra đầu này, 1 phân. Kệ. Em phải làm cho các chị nhìn cái này, các chị biết. Đấy. Với các chị khi mà các chị gọt cái này vào 1 phân rưỡi rồi, đúng không ạ? Thì cái đầu này sườn nó hụt sẽ tính ra đây. Ra cho nó 1 phân này, thấy không? Và dưới này này, nó cũng ra được 1 phân này. Thì các chị nó ra được 1 phân đấy. Dưới đây, các chị nối ra đây. Thấy không ạ? Và các chị tính cái đường eo này, hạ eo vào đây nè, khoảng 9 phân. Kẻ thẳng. Thấy không ạ? Từ trên đầu ngực xuống đến đây khoảng 2 phân hạ eo. Sau đó các chị tính cái ly của nó khoảng 2 phân. May cái ly thân sau này khoảng 2 phân nhá. Đó. Và các chị xong rồi các chị tính phần ly này. Đấy. 18 này cộng với 2 phân là vừa đủ cái đường này, và cộng thêm cho nó nửa phân hoặc 1 phân cái cử động. Đó, và nối vào, vậy là coi như các chị thiếu của nó phần 1 phân này. Và khi các chị cắt thì nhớ giùm em cái. Đó là nãy em không dặn cho các chị xẻ cái thân sau này, các chị gọt cái thân sau đó đi thì nó mới đẹp nhá. Gọt cái thân sau đó đi, mặc cho cái ôm, cái thân đằng sau nó ôm ấy cho nó đẹp. Đó. Như thế này nhá, và các chị cắt đi. Đó, bây giờ em cắt cái thân sau cho các chị nhìn nhá. Đó, và các chị cái thân này chỉ nối thôi, cho nên là không cần nó phải kéo dài, nối mỗi cái phần này đấy. Khi các chị gọt cái phần này vào 1 phân rưỡi, thiếu bao nhiêu đổ hết ra phần sườn, các chị thấy không ạ? Thiếu bao nhiêu đổ hết ra phần sườn. Và các chị gọt cái phần này đi này. Đó. Đấy. Và trên cái đầu cổ này này, các chị thấy không? Trên cái đầu cổ này thay vì các chị kẻ thẳng thì bến cái đầu cổ cách 5 phân ấy, các chị đánh vát lên cho em vào khoảng 3 ly, gọt cái đầu cổ đi 3 ly để cho nó khỏi ngửa cái đầu cổ phía đằng sau ra. Vậy cho nó đẹp nhá. Các chị thấy không ạ? Đó. Đấy. Trên cái đầu cổ này nhớ đánh gọt nó đi 3 ly nhá. Gọt nó đi cái đầu cổ đẹp 5 3 ly của cái đường chỗ từ 5 phân. Đây. Từ đường 5 phân này các chị gọt nó vào 3 ly mấp mí ở đây để cho nó khỏi ngửa cái chỗ cổ đằng sau này. Sau đó là các chị thả cái cổ đằng cái vòng nách đằng sau này. Các chị đưa lên đây. Đó. Và các chị đưa lên đây nhá. Đó, và các chị rã cái đường này ra. Rã cái đường này ra này, bỏ cái đường eo đi. Đó. Như thế này là cắt cái này 2 tấm, cái này cũng 2 tấm và nối vào với nhau như thế này. Xong lại nối vào cái tấm bên kia và 2 cái tấm thân sau. Ráp sống thân sau này nữa nó sẽ ra một thân sau nhá. Các chị thấy không ạ? Đây, đây là thân sau nhá. Hoàn chỉnh thân sau này. Và các chị cắt cái thân trước cho em. Bây giờ là cắt cái thân trước nhá. Cái thân trước thì các chị phải cắt cho em như sau. Rã cái phần ni này ra. Đó, thấy không ạ? Các chị khép cái ni này vào. Khép cái ly này vào. Đó, các chị khép cái ly này vào nhá. Đó. Và sau khi khép vào thì gọt thẳng cái sườn này đi cho nó đẹp. Đấy. Sau khi gọt sườn rồi nhá, các chị khép cái ly nách này. Các chị thấy không ạ?
Cái ni lách này các chị phải đánh cong vào cho em 7 ni. Đó. Bỏ cái ni lách này đi 7 ni để cho các chị mặc vòng lách nó không bị bửa ra. Đó, thấy không ạ? Và các chị phải khép cái ni lách này vào, đúng không? Thì khi mà khép thì khi các chị khép sườn thì nó hả cái ni này ra, đúng không? Các chị gọt luôn cái phần 7 ni của ni lách này đi. Đấy. Vậy là nó sẽ xong. Đấy. Vậy là khi ni sườn bị khép lại thì ni lách sẽ mở ra. Và vì sao mà các chị lại không cần phải may cái ni lách này? Bởi vì khi các chị rã thân ra giống cái thân trước này, đúng không? Các chị rã cái phần eo này đi thì là nó sẽ thành hai thân giống thân sau và các chị ráp vào. Và bây giờ là cái phần vòng cổ này, đúng không ạ? Cái vòng cổ này các chị nhìn dùm em nhá, là các chị phải thay vì các chị làm một đường cua vòng cổ này thì nó sẽ bị bửa cái cổ này. Đấy. Vì thế các chị làm cho em một đường ngang ngực này. Thấy không ạ? Khuyết nó đi cho em khoảng 7 ly. 7 ly nhá. Khuyết nó đi. Đấy. Sau đó là các chị. Đó. Khuyết nó đi này. Thấy không ạ? Và các chị thu nó vào. Gắn nó vào đây. Đấy, nhìn thấy nhá, khi các chị khuyết đi 7 ly các chị khép nó vào. Khép nó vào. Sau đó là các chị chỉnh lại cái vòng cổ này cho nó đẹp, cho nó êm nhá. Chỉnh lại vòng cổ cho nó êm. Sau đó các chị gọt. Đó. Và các chị gọt như thế này thì đây là cái thân trước của các chị nhá. Và khi các chị cắt rã cái đường này ra, thấy không ạ? Cắt rã cái đường này ra, cắt cái phần ni mà các chị tính đây này, cắt đi. Đấy. Và các chị cắt thì các chị thấy rằng là khi mà các chị cắt như thế này và các chị may cái ni này vào, đó, thì nó sẽ ra cái thân trước. Các chị nhìn rõ không ạ? May cái đường này vào, may vào và may cả cái phần ở trên này vào thì nó sẽ ra cái thân trước. Nhưng mà khi các chị cắt thì các chị cắt đứt ra đi. Đấy, và các chị cắt cũng cái thân này là x2 này, cái này là x2 này. Hai thân nối với nhau thì thành một nửa thân trước, rồi cắt hai thân nối với nhau thành một nửa thân trước nữa. Và các chị phải để ý giùm em là ở cái đường này nó có một cái đường dây. Đây, 4 phân. Chạy ra với đường sườn, đây. Thấy không ạ? Chỗ này nó có một cái khuy này. Và các chị nó sẽ nối vào đường sườn. Vậy thì các chị muốn biết đường sườn nó ở đâu thì các chị phải cắt cho em một tấm, hai tấm đối diện với nó, đúng không ạ? Và các chị cắt như thế này. Đã thương thì thương cho chót, phải cắt luôn cả đi thì mới hình dung ra được. Đây, các chị cắt cho em một tấm như thế này này. Đó. Đường này nhá. Đó. Và khi các chị cắt cho em một cái tấm kia nữa. Nó thành cái thân sau thì em chỉ nói là gấp đôi là các chị hiểu, nhưng mà cái thân trước này nó vướng cái dây và nếu không cắt ra như thế này thì các chị không có hiểu được. Cho nên em phải cắt theo cái dây như thế này để cho các chị hiểu. Khi cắt như thế này thì các chị thấy không? Đây là hai cái tấm thân trước này. Đấy. Và đây là hai cái tấm thân này. Khi hai tấm thân này nắp vào thì nó sẽ thành một cái thân trước này, thấy không ạ? Và hai cái tấm thân bên này nắp vào đây thì nó thành một cái tấm thân trước nữa. Các chị nhìn thấy không ạ? Đấy.
nó thành một thần thân trước vậy. Và các chị đắp nó lên như thế nào? Đấy. Đấy, em lại giấu cái đường chỗ này để cho các chị phân biệt được. Đây. Đây nhá. Đây là đường trụ nẹp của nó. Đấy, bình thường các chị cắt thân là cái chỗ này gấp đôi đây này, thấy không ạ? Chỗ này gấp đôi đây này. Và cái thân này là gấp đôi đây này. Đó. Và cái thân này nó chồm sang đúng cái nẹp bên này. Đấy, nó chồm sang đây, cái nẹp này đứng này, cái nẹp này đứng này. Đó, và các chị thấy không? Cái đoạn này nó còn thiếu mất một đoạn dây nối vào đây. Đấy, nối vào cái chỗ này thì nó sẽ đủ sang bên sườn này. Đấy, và chỗ này này nó có một cái dây khuyên, thấy không ạ? Nó có một dây khuyên và cái dây này đắp sang tới bên sườn này. Đấy nhá. Đó, và nó may vào cái bên sườn này. Và tương tự như vậy thì phía trong của cái bên này nó cũng có một đoạn dây như thế này, nắp vào phía bên sườn bên này để may vào bên sườn bên này. Và nó sẽ giữ cái áo cho các chị, thấy không ạ? Đấy. Vậy là các chị nhìn hình dung nhá. Hình dung là đây là một cái thân áo của thân trước, thấy không ạ? Đấy, thân áo của thân trước. Và các chị may xong thì nó đắp lên nhau như thế nào. Đây, nó đắp lên nhau như thế nào. Đấy. Và các chị có cái khuyên ở đây gài được thì tốt. Còn nếu không gài được thì các chị lại cho dây kéo ở bên hông ấy, rồi các chị kéo lên, thế là nó dễ mặc đồ hơn. Các chị hiểu không ạ? Đấy, và đây là xong hoàn toàn cái áo rồi nha các chị nhá. Nó còn chỗ nào không hiểu thì các chị cứ hỏi em nhá. Em chào tất cả các chị thân yêu nhá. Xong rồi nhá. Đây là hoàn toàn cả một cái áo đã may hoàn chỉnh. Và bây giờ còn một vấn đề nữa, đó là khi các chị may thì đây là thân, một thân bên trái và một cái thân bên phải. Thì các chị may thì các chị cắt giùm em một cái nẹp. Có nghĩa là các chị cắt một cái nẹp đi vòng theo. Đây em lấy luôn cái thân này, em cắt cái nẹp cho các chị. Thay vì nó có mấy thân các chị hiểu rồi thì bây giờ em sẽ cắt. Đây. Đó. Các chị cắt cái thân nẹp thì các chị phải cắt một cái thân nẹp như thế này. Các chị thấy không ạ? Các chị may áo này, các chị phải cắt một cái thân nẹp nhỏ và may nó vào đây. Đấy, nó thành một cái thân nẹp của cái thân trước này. Và cái phần chỗ đây này, cái phần đây là của thân trước. Là em quen cắt không chừa đường may rồi, cho nên là em không chừa đường may. Còn các chị may ấy thì các chị làm ơn không nhớ thì các chị phải gắn cái đường may này vào đây. Đây, các chị cho cái đường may vào đây nhá. Đây. Đường này là đường lai ấy, may lai nhá các chị nhá. Cái đường này là đường gấp lai. Và khi cái mảnh này là các chị cắt rời như thế này thì là chỗ này nó đã có lai rồi này, thấy không ạ? Chỗ này còn lai gấp lên rồi. Đây, các chị cắt như thế này là nó đã có cái phần lai gấp lên của cái chỗ đoạn dưới của lai này rồi. Và cái đoạn này thì chưa có, vì thế các chị lại phải, cái này là em quen rồi, lúc em cắt này em cộng theo luôn. Còn các chị không quen thì các chị phải gắn nó vào đây này, thấy không ạ? Gắn cái đoạn này vào đây để khi các chị cắt thì các chị cắt cái đường lai này đi theo nó. Và đường chừa đường sườn bên hông này 2-3 phân vào để cho các chị hơi mà có lới thì lới được đấy. Và các chị gắn vào như thế này thì khi các chị may ấy nó các chị cắt mà nó không bị quên nhá. Chứ còn nếu mà các chị không quen cắt như em ấy mà các chị không chừa lai ấy thì may các chị quên mất là các chị không biết cách cộng cái lai của nó thì khổ lắm. Không có cái con thỏ băng keo nó cứ tụt mất rồi đi tìm chóng hết cả mặt lên thế này. Đấy, và các chị thấy không? Dán cái đường sườn này vào. Dán sườn này vào là các chị có đấy nhá. Đấy. Dán cái đường sườn vào. Tôi dán cái đường lai này vào đây. Để cho các chị khỏi quên nhá. Thì em làm tượng trưng thôi. Chứ có em thịt chứ em nhiều việc quá, ra cái chợ có mua cái con thỏ cắt băng keo em cũng chẳng nhớ nữa. Đấy, và các chị gắn vào đây để cho các chị khỏi phải quên thôi. Đây, em gắn tượng trưng cho các chị nè. Nó phải có đường lai để các chị gấp lai lên thì nó đẹp. Chứ các chị quên nó không cắt lai, lúc cắt xong nó hỏng vải nhá. Cắt cái đường lai này vào. Đấy, và gắn nó vào đây này. Đây, cái phần này nó có rồi. Gắn nó vào đây. May nó vào. Đấy, thì nó sẽ thành cái thân trước nhá. Rồi, vậy là xong nhá. Cái thân sau cũng vậy.
thân sau thì các chị cũng phải cắt cho em cái đường này đúng không ạ? Cắt cái đường nẹp này, nắp nó vào đây. Của thân sau thì các chị cũng phải cắt cho em một cái tấm nẹp của thân sau. Đây cái cổ thân sau này. Đấy. Các chị đồng nó lên như thế này và đặt nó lên. Cắt nó như thế này. Đó. Trừ đường may cho nó, trừ đường may nhá. Nhớ trừ đường may cho nó. Và các chị thấy không? Khi các chị cắt như thế này này thì thân sau nó có x2 hai tấm. Thì các chị may một tấm vào bên này và một tấm vào bên kia, trừ đường may cho nó. Đó. Thế này nó sẽ ra nhá. Rồi, vậy là xong hết rồi nhá. Em chào tất cả các chị.